Đăng ký đi để gọi cho nó có ra số Zalo nó kéo view cho mình. Quyền cây của anh lên nhất thứ 9 này. Rồi xem. Chứ bình thường cái này làm gì được ai phân phải nhỉ? Bây giờ có chửi khác việc của nó, việc mình làm việc của mình. Hai phân đi. Hai phân à? Nó để lại số Zalo thứ chỉ cần inbox chuyển khoản là nó. Vâng, và tiếp đến cuốn video thứ hai. Vườn cảnh anh Nguyễn Quốc Khương, xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. Đỗ Sinh giới thiệu với các bạn là những cây xanh Nam Điền để chúng ta cùng giao lưu. Với những cái bệ xanh tầm trung và tầm nhỏ, Hà Nội bật lên là những cái nét già của những bệ xanh tuổi đời như vậy rất là lâu năm rồi, cốt cách tuyệt vời. Đây là mặt đối diện, qua hình ảnh của những cây xanh Nam Điền tôi chia sẻ để các bạn giao lưu cùng với anh Quốc Khương ở số điện thoại trên những cái phút đầu và phút cuối của cuốn video. Ờ đúng rồi, cho mình đội đi cho nó an toàn. Vì cái nắng mùa này nó hanh dễ bị nít mũi lắm. Rồi. Ừ. Con này đẹp quá. Con này mình thấy có những cái dao gọi là cột kèo. Vâng. Anh chị ra đây đứng làm ảnh đại diện là đẹp này. Con này này. Làm cái cuốn video thứ hai cạnh cái phôi xanh này, đẹp quá. Vâng, và trong số anh em đến đây để giao lưu với vườn anh Nguyễn Quốc Khương, tôi mời một bạn gái đứng trước một cái tác phẩm xanh để chúng ta giao lưu và cũng như là làm cái ảnh đại diện. Em tiến lên phía trên một tí. Đấy, được rồi nhá, anh chụp nhá. Rồi, cảm ơn em. Đó là cái ảnh đại diện của cuốn video thứ hai nhé. Chủ yếu tôi giới thiệu với những các bạn là những cái bệ phôi đặc thù chung, đó là phôi xanh Nam Điền, để chúng ta giao lưu với vườn anh Quốc Khương. Nếu bệ phôi nào mà chúng ta yêu thích đi vào tầm ngắm thì chúng ta alo tới anh Khương, có điều kiện chúng ta đến thăm trực tiếp vườn. Hãy subscribe.
Chưa bật nút kiểm tra được đâu nhá. Chưa bật nút kiểm tra được đâu nhá. Cái gì của anh với anh quăng lên của anh nhờ. Anh phải đi vào cùng tôi. Lấy cái cơm nhau của anh đứng ở gần gần ngay ra thì được. Còn đây là thứ nào mà nó ăn quý. Bây giờ cứ anh cần gì thì anh cứ đăng ký nó được gì đó. Đây cái bệ phôi này hay này anh ơi, bệ phôi cốt hai thân này hay quá này. À, mình ngắm ở cái phía dưới cái phần bệ rễ nó chảy như này. Nói chung là mấy cái bệ toàn là những cái bệ có cái cốt rất tuyệt vời. Cái đầu tiên là em cổ đau. Vâng, những cây tầm nhỏ như thế này cũng rất là tuyệt vời. À, xanh trực hoành. Vâng, qua cái hình ảnh tôi chia sẻ chung cái khu vườn thì chúng ta hình dung ra là vườn anh Quốc Khương, cái số lượng cây xanh Nam Điền tương đối nhiều.
Đây là khu vực mà những cây tầm lớn hơn một chút, anh vẫn đang hoàn thiện tiếp. Có thể dùng, đây là một kho phôi xanh Nam Điền, số lượng rất lớn. Đến đây ta gặp một cây sung. Vâng, một cái sung có thân bệ cũng có cái điểm nhấn rất hay ở chỗ là nếu mà nhìn xa xa cái phần vị trí này mà lớn hơn một chút thì rất giống hình thú. Vâng. Đây là những cái vòi sung, tất nhiên là các anh đã vặt hết quả rồi, nhưng mà tôi công nhận là cây sung đã có quả. Bởi vì còn những cái vòi ra và thậm chí có những cái chỗ đã nhú những cái quả sung nhỏ. Đấy, xanh xanh đây. Vâng, đến với xã Hồng Vân nói riêng và huyện Thường Tín nói chung, khu du lịch sinh thái thuộc địa bàn xã Hồng Vân, đến với vườn cảnh anh Nguyễn Quốc Khương, là một trong những vườn cảnh mà đang phát triển rất nhiều về những phôi xanh Nam Điền. Và với phong trào chơi, làm cây cảnh nghệ thuật của làng nghề Thường Tín thì chúng ta đã được biết rồi, phong trào các anh chơi rất là đều và có nhiều nhà vườn nổi tiếng trong giới làng chơi chúng ta đều biết. Vâng, tôi chỉ soi một số những cái bệ đại diện để chúng ta giao lưu. Nếu có điều kiện mà chúng ta đến được trực tiếp hoặc là những cái bệ mà tôi đã giới thiệu thì các bạn alo với số điện thoại của anh Nguyễn Quốc Khương trên màn hình. Đến đây Đỗ Sinh xin dừng cuốn video này để tôi chuyển tiếp một cuốn nữa, giới thiệu dàn cây tầm nhỏ và mini của vườn cảnh anh Nguyễn Quốc Khương.